tiếp dẫn vong linh hồn nguyện thị thần nhiên tuệ cử đường đường phổ vong ngọc thảo hơi vong hồn hơi thân con.
con người ta sống ở trên đời ngạc ngào như chiếc thuyền trôi, mà các lầu đâu như chiếc thuyền trôi lênh đênh mặt nước sớm xuôi tôi ngược mạng nọ bên kia mà bóng bỏ vỡ nìa cũng còn mong ngày xưa lại cái thân tứ đại mà chỉ mình chứng trời bồng biển xa khơi mà muốn đều xếp ơi không nguồn biển thì nhận nơi nghe đời chiếm thuyết hôm nay thầy nhủ bảo hồn hay hồn đã khác nay kìa sự đời có vậy ơi không ơi kim ngư vi an việt nam quốc hải dương tỉnh nam sách việt nam hồng xạ thượng đạt tôn tại gia phổ độ bóng hồn ơi đốn vào trần thế mà bất tục tây quy bất cứ quân hồi để ngàn năm vinh nghĩa tiền tư niệm cổ nào đặc thân tiên bạc do thị phật thượng đức không triệu thỉnh nhất nhất vị chân linh nguyễn thị hằng thừa tam bảo chi diệu lực trường bi mật chỉ chân ngôn thử nhật dạ kim thời nay pháp nghi nhân sinh cát tử thái hoa phong chiêu chiêu mò mò điên hoa tùng thái đắc đắc bách bách hoa thành mặt mặt hậu đảo đầu tấm tấm bỏ chàng không ơi vòng ngòn ơi nghe đường thỉnh thứ hai đây thầy thỉnh ngòn có bốn tiếng mà hồn này quay ôi thân con người ta sống ở trên đời thân con người ta sống ở trên đời ngạc ngào như con ông làm tổ lúc còn mạnh khỏe thì vẫn chạy cuộc đời mật đủ nó mọi mật mật mùi ngọt mùi cay dành để tổ đầy khi lúc lúc nhàn mà giặt đi qua đây chứ ai ngờ đâu cho đến hôm nay mà do mưa ra vãi
vả nam tổ quân công vì ở nơi đâu mà một trận cuồng phong lên cửa nhà ta tan tác ơi vong hồn nghiền thị hận ơi thân con người ta sống trên đời cũng đâu nào có khác như thể loài ông hôm nào còn có mà hôm nay không đã hóa là công kìa xứ đời khổ vậy ơi đồn pháo nghe đồn pháo trần thế bất đồ tây quy bất vĩnh hội để nhìn thu vĩnh từ niệm thu nào đặc đặc phân thiên bản rõ thị phần hương đương không triệu thịnh nhất vì chân linh nguyện thị hận thừa tam bảo chi liệu lực trượng bí mật chỉ chân ngôn cử nhận lạ kim ma thời nay pháp ma hồi phần hướng tam triệu thỉnh vong linh hồn nguyện thị hần gì nại long cô mẫu ân thân trung hữu biển từ tôn nghĩa trọng giả tình từ điều đồng lâm túc đại hạn nay thời các cử Phật thuyết sinh không tử lại về công lên cuộc đời con người ta có vậy đấy mong hồn đốn thao đốn thao trần thế
bắt cục tây quy bất vĩnh hồi đè đen nghìn vĩnh điện tư liệm cổ lao đặc thân tiên bạc do thị phần hương đương công triệu thịnh nhất vị chân linh nguyên thị hần thừa tam bảo chi diệu lực trương bí mật chi chân